Got it, Bill. Tốc độ rất nhanh của Bill. Bên trong là có Benzema, đường chuyền đi. Và tỷ số là 2-1 cho các thủ Real Madrid. Một pha đồng diệt tuyệt vời của Gareth Bale. Rất hay. Đây là một bàn thắng cho thấy hết phẩm chất của cầu thủ người xứ Wales. Quá tuyệt vời cho Gareth Bale và những cổ động viên của Real Madrid. Những cầu thủ của Barca đã thực sự phải nghỉ người khói trong pha bóng này. Ngay cả Pinto cũng biến thành một chú hề sau cú dứt điểm gọn gàng của Bale. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Gặp bất lợi trong tình huống bứt tốc, Bale thực sự như một bệ phóng. Batra không phải là cầu thủ chậm chạp, nhưng Bale đã quá nhanh, tinh tế. Bale xứng đáng có được bàn thắng trong ngày hôm nay với những gì mà anh đã đóng góp